Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Hôn nhân hạnh phúc của Quách Thành Danh với bà xã kém 8 tuổi tại Mỹ. Quách Thành Danh từng được các thế hệ 8X, 9X nhớ đến bởi danh xưng ông Hoàng Nhạc miền Tây. Với chất giọng trầm ấm, nam ca sĩ nhanh chóng gây tiếng vang lớn trong giới âm nhạc đặc biệt là bản hit Tôi là tôi. Tuy nhiên, khi sự nghiệp thăng hoa, Quách Thành Danh gây bất ngờ khi cùng gia đình sang Mỹ sống và có cuộc sống sung túc cho đến hiện tại. Cách đây gần 20 năm, Quách Thành Danh trở thành tâm điểm của dư luận khi tất cả các mặt báo đều tràn ngập hình ảnh không hay lẫn thông tin về scandal của nam ca sĩ. Chia sẻ về thời điểm ấy, giọng ca Tôi là tôi miêu tả cuộc sống của anh gói gọn trong hai từ khủng hoảng. Nam ca sĩ từng phải chịu sự khủng hoảng từ scandal 20 năm trước. Có lẽ đó là khoảng thời gian khó quên nhất của Quách Thành Danh. Chính những ồn ào ấy đã tác động mạnh mẽ đến cuộc sống của nam ca sĩ và gia đình. Được biết khoảng thời gian mới ca hát, Quách Thành Danh không được người thân ủng hộ khi theo đuổi con đường nghệ thuật. Chính vì thế khi biến cố diễn ra, gia đình anh lại càng buồn hơn. Tuy nhiên, sau gần 20 năm nhìn lại khoảng thời gian thăng trầm, Quách Thành Danh đánh giá câu chuyện không có gì to tác. Do ở thời điểm ấy, xã hội Việt Nam chưa cởi mở như bây giờ. Vì vậy, mọi ý kiến trái chiều dồn hết tâm điểm vào anh, khiến Quách Thành Danh bị gắn mát với hình tượng xấu. Ở tuổi 45, Quách Thành Danh đang có cuộc sống gia đình êm ấm bên vợ con tại Mỹ. Mới đây, nam ca sĩ đăng tải loạt ảnh cưới mới cùng vợ khiến dân tình trầm trồ. Được biết, Quách Thành Danh đang ấp ủ một đám cưới thật hoành tráng cho bà xã sau 10 năm chung sống hạnh phúc. Trước đây, Quách Thành Danh từng là giọng ca được nhiều người yêu mến, có lượng show diễn dày đặc tại quê nhà. Nhờ tính tiết kiệm, nam ca sĩ dành dụng được một khoản tiền trước khi sang Mỹ. Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn kinh doanh bất động sản để có thêm thu nhập. Nhờ vậy, khi sang định cư tại xứ sở Cờ Hoa, gia đình anh không gặp khó khăn về kinh tế. Anh cho biết, với mức chi tiêu hiện tại, anh có thể lo cho các con đi học và hai vợ chồng cũng đủ để sống dưỡng gia. Hiện tại, Quách Thành Danh có 5 người con, trong đó nam ca sĩ dành nhiều tình cảm nhất cho con út tên Tuấn Nhiên. Cậu bé được chuẩn đoán mắc bệnh tim từ khi còn trong bụng mẹ. Anh và vợ dành không ít công sức và tiền bạc để giúp nhóc tỳ mau hồi phục. Được biết, Quách Thành Danh từng bỏ ra hơn 40 tỷ tiền viện phí và 500 triệu mỗi tháng để chăm sóc con trai bức ảnh gia đình 7 người của Quách Thành Danh, bốn đứa trẻ thường xuyên theo vợ chồng Quách Thành Danh về Việt Nam, chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với bà xã kém tuổi, Quách Thành Danh cho biết, trải qua thời gian dài chung sống, cả hai dần thấu hiểu và dung hòa mà không cần đặt ra nguyên tắc cụ thể nào. Mỗi khi gặp bất đồng, nam ca sĩ sẽ là người nhường nhịn làm hòa. Vợ kém 8 tuổi của nam ca sĩ Quách Thành Danh có vẻ ngoài tươi trẻ, sang trọng. Anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh tình tứ với vợ trên trang cá nhân. Tại Mỹ, Quách Thành Danh rất duy trì việc đi hát. Bên cạnh đó, khi có dịp cùng gia đình quay trở về Việt Nam vào tháng 6 mới đây, anh cũng tranh thủ thời gian để lên sân khấu, hát và gặp gỡ fan tại quê nhà. Nam ca sĩ chia sẻ, khi trở về Mỹ, trong lòng anh cảm thấy tiếc nuối vì không có nhiều thời gian trò chuyện cùng khán giả. Sau khoảng thời gian vượt qua biến cố đầy khó khăn, Quách Thành Danh đã có cuộc sống viên mãn đáng ngưỡng mộ, đây là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của anh và cả gia đình. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.